Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ báo điện tử VOV cho biết, sáng ngày 13 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ba quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Trước cử tri, Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm. Nếu đã vi phạm rồi, thấy tay nhúng chàm rồi, tốt nhất là xin thôi. Tổng Bí thư cho biết, chủ trương này trên thực tế có sức răn đe, cảm hóa rất lớn, đã đi vào nề nếp của các cấp, các ngành. Gần đây rất nhiều trường hợp thế rồi và đang còn nữa, các đồng chí cứ chờ xem. Vừa nhẹ nhàng êm ái và tự giác rút lui trong danh dự là tốt nhất. Nếu địa phương không làm được, trên này trung ương làm hộ. Tổng Bí thư nói thêm. Tổng Bí thư cho hay, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực mới đây họp và có kế hoạch tổ chức sơ kết một năm thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, đánh giá xem nơi nào làm tốt, nơi nào làm chưa tốt để phổ biến kinh nghiệm cho nhau. Tôi mong Hà Nội gương mẫu đi đầu làm. Thôi, anh nào không làm được thì đứng sang một bên cho người khác làm. Rút lui trong danh dự thế là tốt nhất, còn hay gì chuyện xử lý, cho đi tù, đi tội. Thế mới là nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình. Mở đường cho mà tiến bộ, đồng thời đỡ gây ra căng thẳng trong nội bộ, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, những vụ nổi tiếng đã được đưa ra xét xử trong thời gian qua. Một vài cá nhân trốn đi nước ngoài, nhưng trốn cũng không được đâu. Ta sẽ xử vắng mặt và tòa đã xử vắng mặt rồi. Khi anh không còn là công dân mà là tội phạm, các nước không có quyền chữa chấp. Chúng ta có quyền theo luật pháp quốc tế, phối hợp với nước mà đối tượng đang trốn để bắt về. Có mà chạy đằng trời, trốn cũng không được. Tổng Bí thư lưu ý, đấu tranh phải quyết liệt. Người đứng đầu đảng cũng cho rằng, không phải chỉ là chống sự câu kết, móc ngoặc với nhau để chia chác, mà phải làm sao chống suy thoái về tư tưởng chính trị. Đó là cái gốc. Nếu anh có đạo đức, tư tưởng tốt, thì tham ô, tham nhũng làm gì? Tại sao phải quan hệ, móc ngoặc với nhau? Phải biết khinh bỉ cái đó, biết cái đó là cái xấu mà tránh xa ra. Tổng Bí thư nói và cho hay, giờ đã giảm thiểu tình trạng ông góp chân giò, bà thò chai rượu. Cũng theo VOV, tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thu Vân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng cho biết, thời gian qua, nhân dân hoan nghênh kết quả của Trung ương trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Việc kiên quyết xử lý vụ việc tham nhũng, không phân biệt vùng cấm, bất kể người vi phạm là ai, cũng góp phần tiếp tục làm trong sạch bộ máy nhà nước, lập lại kỷ cương, tăng cường lòng tin của nhân dân, bà Vân nói. Tuy nhiên, theo cử tri này, một số vụ tham nhũng lớn vừa qua của nhiều bộ, ngành, địa phương có tính hệ thống, liên kết với nhau để cùng thực hiện hành vi tham nhũng trên phạm vi rất rộng. Bà dẫn chứng vụ đăng kiểm có gần 500 người với hơn 70 trung tâm đăng kiểm bị khởi tố. Cách thức nhận hối lộ giống nhau, thậm chí có giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ. Dư luận rất bức xúc vì hành vi sai phạm này đã diễn ra nhiều năm, sai phạm ở nhiều cấp, đề nghị xử lý thật nghiêm. Bà Nguyễn Thu Vân nói và mong Quốc hội, Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng nặng chế tài xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe. Cử tri cũng mong muốn cơ quan chức năng xây dựng, thực thi các cơ chế kiểm soát quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn, đồng thời quan tâm cải cách tiền lương để cán bộ không dám, không thể, không cần tham nhũng. Hồi đáp ý kiến cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan điểm hiện nay là không chỉ phòng chống tham nhũng mà cả tiêu cực. Tham nhũng là tham ô, nhũng nhiễu, còn tiêu cực rộng hơn tham nhũng. Giờ chúng ta đã thành lý luận về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư nói và cho hay, ông viết cuốn sách Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ban đầu in 200 cuốn, giờ lên 5,5 vạn cuốn. Rất nhiều nước dịch ra trên thế giới, ở ta thì các tỉnh, cơ quan, tổ chức nghiên cứu học tập cuốn sách này, Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư khẳng định, phòng chống tham nhũng không phải là nội bộ đánh nhau, phe nọ đánh phe kia, đảng vì dân, vì đất nước, hy sinh không ngại. Cán bộ, nhất là khi có quyền có chức, về lợi dụng để chấm mút, đó là nói nhẹ, nói nặng là ăn cắp, ăn cướp của dân, cấu kết với nhau nhằm tham nhũng tiêu cực, hư hỏng, làm cho đảng mất uy tín, làm cho nhà nước mất uy tín. Cho nên, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Hai vế đó là điều có lý sự cả, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Thông tin từ báo Chính phủ, trước đó tại buổi thông tin kết quả cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực diễn ra chiều ngày 10 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng cần phát huy kết quả đạt được, thực hiện 4 hơn và 3 không trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo đó, 4 hơn là làm tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và hiệu quả hơn nữa. Và 3 không là không đụng đẩy, không né tránh và không đổ lỗi khách quan với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Tổng Bí thư chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đụng đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm trong một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa. Phó trưởng ban nội chính Trung ương thông tin, cũng tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo, Tổng Bí thư chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Song song với đó, các cơ quan cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng chống tham nhũng tiêu cực để kích động, chia rẽ nội bộ, chống phá đảng, nhà nước. Ban chỉ đạo cũng thống nhất thành lập 5 đoàn kiểm tra để kiểm tra, chấn chỉnh khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cũng tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo cho biết, 5 tháng đầu năm 2023, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực có số lượng công việc nhiều, đã tiếp tục triển khai xử lý nhiều vụ án lớn, tồn đọng lâu năm, ghi nhận từ báo Người Lao Động. Tổng Bí thư nhấn mạnh, các vụ việc xử lý nghiêm nhưng thuyết phục, nhân văn, nhân ái, có tình, có lý, xem xét cân nhắc nhiều mặt, chứ không phải là cua cậy vàng, cá cậy vây, hay chỉ là nhìn phiến diện một chiều. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được tiến hành rất bài bản, đúng với chức năng, nhiệm vụ, thận trọng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai, đảm bảo thực hiện nghiêm những kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Có những hình thức xử lý mới, vừa thu hồi tài sản được nhiều hơn, vừa có tác dụng răn đe, ngăn ngừa để không xảy ra là tốt nhất. Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu với tinh thần phát huy những kết quả của 6 tháng đầu năm, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cần làm tích cực hơn nữa, mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả cao hơn nữa, không né tránh, đụng đẩy, đừng đổ tại khách quan. Các cơ quan phối hợp làm tốt hơn nữa công tác thanh tra, kiểm toán, chủ động phòng ngừa, không để sơ hở, không để lợi dụng. Công tác tuyên truyền, giáo dục, giám sát cần tăng cường hơn nữa, không để bị lợi dụng, kích động gây rối, chia rẽ nội bộ. Cần chú ý nhiều hơn nữa về phòng chống tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Vì những tiêu cực ngầm còn nguy hại hơn nhiều, cần phải chống. Tổng Bí thư nhấn mạnh, thường trực Ban chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đụng đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đây chính là một biểu hiện của tiêu cực, gây nhiều hệ lụy xấu, làm chậm sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, cần tập trung chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng này. Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực là cần thiết và đúng. Nhiều nơi đã làm tốt, không ỷ lại cấp trên và gương mẫu thực hiện, thể hiện sự thống nhất trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, phối hợp ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả hơn, thật sự đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!